Thưa quý vị, chúng ta sẽ làm việc với nhau qua cái bài sao lưu ảnh và phần mở rộng ảnh để làm sáng tỏ hơn một số thắc mắc mà quý vị đã trong thời gian vừa qua quý vị gặp phải. Các bạn cho rằng đuôi JPEG, đuôi TIFF, đuôi RAW, đuôi BSD nó có gì khác nhau mà người ta lại sử dụng đuôi TIFF mà không sử dụng đuôi JPEG hay là đuôi RAW? Thì thưa quý vị, đó là cả một vấn đề, nó tùy thuộc vào thiết bị nhập xuất cũng như là nhu cầu đầu ra để chúng ta quyết định cái đuôi của nó. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vấn đề sau đây. Các bạn thắc mắc rằng tôi dùng máy số, tôi chụp một cái file ảnh với cái đuôi lạc là đuôi lớn ra cái file là chấm là JPEG. Như vậy tôi mở cái file lên, tôi save lại. Thưa quý vị, nếu như cái file gốc của quý vị mà nó đã không đạt yêu cầu, nó đã xấu rồi, thì dù cho quý vị mà có save lại cái đuôi tiếp thì chất lượng nó không được cải thiện. Bởi vì bạn thắc mắc, bạn cho rằng cái đuôi JPEG như thế này, chẳng hạn như tôi sẽ mở một cái file cho các bạn xem. Từ cái đuôi này, đây là cái file chấm JPEG, chẳng hạn bạn xem đây, nó chỉ có 491 ký mà thôi. Bây giờ nếu như mà tôi save lại cái đuôi này thành đuôi tiếp thì nó lại dung lượng nó cao hơn hẳn. Đây, chẳng hạn tôi đổi thành đuôi tiếp ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái file này lên lại, ta tắt đi. Các bạn hãy xem đây nha. Nếu như đuôi tiếp thì nó lên tới là 40 mấy, trong khi này chỉ 400 mấy ký, nghĩa là gấp 10 lần. Thì bạn nghĩ rằng tại sao nó dung lượng gấp 10 lần thì dĩ nhiên chất lượng nó cao hơn. Thưa bạn, đó là bạn nghĩ theo kiểu mà đời thường, chứ kiểu mà trong cấu trúc của máy tính và cũng như là cách lưu file thì nó đã quy định rằng cái đuôi tiếp thì cấu trúc file nó khác, đuôi JPEG cấu trúc file nó khác. Dĩ nhiên thì với cấu trúc khác nhau thì nó sẽ có cái dung lượng tương ứng như vậy. Cho nên tại vì cùng một sụt mở ra ban đầu là cái nguồn mở ra file gốc của bạn là file JPEG, cho nên bạn có save lại tiếp thì cái chất lượng nó không cải thiện, tại vì bạn đâu xử lý gì đâu. Còn nếu như trường hợp ngược lại thì lại là vấn đề khác. Nếu như trường hợp ngược lại, bạn mà chụp cái file là đuôi tiếp nhưng bây giờ bạn save JPEG thì chắc chắn 100% là cái đuôi JPEG của bạn đó, cái file đó chất lượng nó sẽ giảm đi. Bởi vì theo nguyên lý thì cái đuôi tiếp thì chất lượng hơn là đuôi JPEG, nhưng với điều kiện đầu vô ban đầu phải là đuôi tiếp. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ làm việc như thế này. Bạn hãy xem đây là cái hình khi mà chúng tôi làm ban đầu xong. Tôi có sử dụng một số hiệu ứng để xử lý ở đây, chẳng hạn như thế này. Rồi tôi lại thêm hiệu ứng nữa, chẳng hạn như đây. Thì bây giờ tôi muốn giữ những cái hiệu ứng gốc này lại để mốt tôi còn sửa chữa nữa, thì tôi bắt buộc phải save thành một cái đuôi là BSD, đó là đuôi của Photoshop. Hoặc là sau này những phiên bản sau, Photoshop nó cho phép ta save đuôi tiếp nhưng mà vẫn giữ được những cái lớp. Đó là lý do tại sao ta save BSD và đuôi tiếp. Còn nếu như bạn save JPEG thì tất cả những cái lớp này nó sẽ biến mất, nó gộp lại thành một cái file. Thì như vậy cái đuôi tiếp và đuôi JPEG là hai đuôi để cũng là lưu trữ hình ảnh. BSD cũng vậy, nhưng mà tùy mục đích sử dụng mà chúng ta có xuất ra cái đuôi cho nó hợp lý. Nếu như bạn muốn đi rọi ảnh thì cái điều đầu tiên của bạn là bạn phải gộp tất cả cái file này lại. Rồi sau đó bạn sẽ save nó thành cái đuôi là JPEG. Đó là nếu như chúng ta làm một cách thông thường. Còn nếu như bạn làm nhanh, bạn sẽ save thẳng ở đây, save thành đuôi JPEG trực tiếp luôn. Thì như vậy sau khi bạn làm xong, giả sử tôi để ngoài ổ đĩa C, tôi sẽ để trong phần là tạo mục là test. Xem đây, tôi save lại thì tự động cái chỗ này nó sẽ cho chúng ta hỏi là cái quality ở đây. Thì nếu như bạn dùng cái ảnh này, bạn đi rọi ảnh thì bạn để là maximum. Còn nếu bạn đưa lên website thì bạn có thể chọn là cloud medium, hai chức năng này thôi. Thì chúng ta nhấn ok, bạn thấy tự động sẽ gộp lại cho bạn. Bạn tắt ở đây, giờ bạn save cái này thành BSD hoặc đưa tiếp. Đây ta save thành BSD. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt file này, chúng ta sẽ mở thử bạn coi đây. File này nó chỉ có 30 mấy, trong khi cái này là tới 10 mấy MB. Nó khác nhau, mở lên thì
hoàn toàn nó sẽ không còn cái lớp nào đây cả, coi như là hạ thủ rồi, bắt quần. Bạn chỉ đem cái này bạn xử lý mà thôi. Thì như vậy cái việc mà tại sao người ta đi gọi ảnh người ta phải dùng đuôi GPS, thưa các bạn, bởi vì cái đuôi đó nó nhẹ, nó gọn và đồng thời nó hạn chế được để khỏi phải bị mất đi bản quyền, các bạn khỏi sợ người ta ăn cắp cái ý tưởng của bạn cũng như là các cái frame hình mà ghép lên trên đó. Còn cái đuôi BSD là chúng ta lưu lại trên máy chúng ta để sau này chúng ta có thể chỉnh sửa, nếu như hình ta có lỗi chúng ta mở lên chúng ta thể chỉnh sửa đôi chút lại để cho nó ra cái một cái kết quả khác theo ý chúng ta, thì chúng ta cần phải save lại với cái đuôi là BSD hoặc là tiếp. Ngoài ra cái mode màu tôi sẽ nói rộng hơn cho quý vị hiểu thêm một tí xíu nữa. Nếu như trong trường hợp chúng ta chỉ đi rọi ảnh bình thường thì bạn để cái mode màu đây là RGB. Còn nếu như bạn đi xuất ra ảnh để mà in offset thì bạn chuyển sang chế độ màu là CMYK. Đây chúng ta chuyển sang CMYK. Rồi bây giờ bạn hãy save lại, bạn sẽ thấy đó. CMYK thì cái màu nó sẽ khác đi cái hệ màu của RGB một tí, nó sậm lại một tí. Đây là hệ màu của in ấn và in offset. Thì như vậy chúng ta thống nhất nhau đều là đuôi tiếp, đuôi BSD là những đuôi để chúng ta lưu trữ để sau này chỉnh sửa được. Còn riêng đuôi tiếp nó còn cái mở rộng hơn nữa, là đối với những ngành in ấn đòi chất lượng cao thì người ta sẽ dùng đuôi tiếp. Còn riêng bên lĩnh vực rọi ảnh thì bạn chỉ để đuôi JPEG là được, và cái hệ màu để rọi ảnh là RGB, bạn hãy nhớ điều đấy.